Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Thì hiện tại Tuyên đang có dưới bãi đỗ xe của thôn Điều Chia. Thì như các bạn đã biết đấy, thì vừa rồi thì cả thôn thì cũng có một cái tin buồn. Thì cả thôn cũng đã nghỉ để làm phụ giúp việc gia đình nhà em Tủa em Thề. Thì cũng sau 4 ngày nghỉ để làm công việc ấy, thì bây giờ bà con đã tiếp tục công đoạn để làm hoàn thiện nốt cái đoạn đường lên với thôn nhé mọi người nhé. Thì bây giờ em Tuyên mời tất cả các quý cô bác, quý anh chị cùng theo chân em Tuyên lên cùng bà con làm những bước tiếp theo nhé mọi người. Xin mời ạ. Đây mọi người thì như cũng tiếp tục những công việc như thường ngày thôi. Thì vẫn là một đội là sẽ gùi nước, gùi cát và gùi xi lên. Đây. Bắt đầu tiếp tục thôi. Thì cái bạt vừa rồi mọi người biết là có dùng chai xi măng ấy, thì bây giờ cũng phải yêu cầu bà con là rửa đi để tí nữa ngồi ăn cơm. Đấy. Còn đằng phía bên này thì em xả tiếp tục là ngồi cưa và là được dầu bê tông. Cưa cẩn thận vào dây điện sau nhá Xá nhá. Đấy, nói chung là không có điện thì mày không kiếm được một máy mà mượn mà cắt mọi người. Đây mọi người thì cũng sau vài ngày nghỉ bà con đã tiếp tục công việc thì cũng quay lại với cái quỹ đạo bình thường rồi. Làm việc nói chung là cũng có những cái tiếng cười để động viên nhau làm cho nó xong mọi người ạ. Chỗ này thì là cái chỗ cát mà hôm trước đang làm dở mà phải về nám đây. Cái này em phải cho thêm xi vào. Đâu rồi, đâu rồi? Phải tìm một anh bảo cho thêm xi măng vào. Chà, cho thêm xi măng này vào này. Xi măng, cho thêm cái đấy, ít xi măng quá. Cho thêm xi măng vào nhá em nhá. Cái này ít xi măng quá. Mình để ý cái cô váy xanh kia kìa. Này. Cô xanh đứng ở kìa. Hôm trước là cô đi đấy. Phải chọi hết cái lưng xuống rồi. Đau lưng mọi người. Thì đây mọi người đang xếp những mặt bậc. Mỗi người một công một việc. Làm phải thật sự rộng ấy. Phía bên dưới này thì đây là các em đang trộn này. Vữa đổ vào luôn. Đây mọi người cứ mà muốn đẹp thực ra là đây này. Phải phụ thuộc theo cái địa hình nữa mọi người ạ. Đây. Chỗ là cực dốc này, phải phụ thuộc theo địa hình mới làm được cơ. Không phải đơn giản là muốn làm mà được đâu. Chứ bây giờ có phải muốn là nó vuông vắn, vuông thành sắc cạnh. Em Tuyên cũng rất là muốn như thế. Nhưng mà cái địa hình nó không cho phép, nó phải lựa theo địa hình thôi. Có bậc cao hơn một chút, có bậc bé hơn một chút. Không thể làm được. Cho em Tuyên giải thích nhé. Cái bậc này anh phải xếp to ra cho em nhá. To ra nhá. Chứ bé quá là không được đâu. Mình đã làm to luôn.
cho nó dễ, vì nó làm bà thì nó tin luôn, nó từ nó làm đúng rồi. Mày làm là cái này đấy. Phải như thế chứ bậc bé quá không được đâu. Những cái chân như thế nhá, những cái chân như thế anh đổ bê tông vào luôn nhá, cho nó chắc. Kết hợp đổ bê tông vào luôn. Chỗ này hôm nay làm cẩn thận nha em nhá. Rơi xuống dưới đấy. Chỗ đấy được rồi anh ạ, chỗ đấy được rồi. Không cần làm bậc nữa đâu. Hơi cao nhỉ, hôm trước làm hơi cao nhỉ. Tí nữa chỗ này khéo phải. Đây này, chỗ này anh phải đổ dài ra một tí. Em bảo này. Cái chỗ này nhá. Cho em bé này đi. Cái này mình phải đổ dài ra một tí, xong rồi làm kia làm một cái bậc bé ở giữa nữa. Ok. Đây này, cái này anh phải làm dài ra ngoài cái này cho em. Phải làm dài một tí nó. Đấy, dài ra ngoài này. Dài ra ngoài này. Xong rồi. Là cái này nó thế. Không. Em mà đổ nối vào cái kìa. Chỗ này này. Chỗ này phải một bậc nữa không? Chỗ này cao quá không? Không cao rồi. Cao không? Cao quá. Xí hả? Được rồi. Cái này là thảo. Đây này, em bảo này, chỗ này nhá, chỗ này anh phải làm cái bậc này dài ra ngoài này. Xong rồi chỗ này đổ một nửa chỗ này này. Để một nửa ra ngoài này. Đấy, xong anh để ra đây thì nó rộng. Được chưa? Ok nhá. Anh làm cho em nhá. Vì như này là nó cao quá. Cao này hơi cao. Đi khổ quá. Đúng rồi, đi khổ quá nên mình phải làm thoải ra nhá. Đi lấy cụ này. Thì đây mọi người đang cố gắng ghè những cái viên đá này ra, ghè nhỏ thôi. Các bạn nhá, cẩn thận nhá. Hôm nay chỗ đoạn này rất là khó. Cẩn thận nha chú nhá, gõ này rơi xuống đấy. Thế thôi chú ạ, không gõ này rơi hết cả mảng kia xuống là hỏng đấy. Thực sự là bây giờ cho em Tuyên phải giải thích thêm một chút nữa, vì có rất nhiều người cũng góp ý em Tuyên bảo làm bậc từ dưới lên. Thì thực sự là em Tuyên không thể làm bậc từ dưới lên được. Thế các bạn biết đấy, làm bậc từ dưới lên thì đi lên lại làm những bậc tiếp theo thì làm sao đi được. Con đường nó quá bé nhỏ bây giờ. Vì mọi người làm ở đây thì làm sao mà đi lên làm bên trên này được, nên là phải làm từ giật ở trên xuống thì mới hợp lý. Nó lại khác với định nghĩa xây nhà. Xây nhà phải xây từ dưới lên. Nhưng mà khi làm cái này chúng ta phải làm giật từ trên xuống.
có thể là đi lại nó hơi khó một chút, nhưng mà như thế thì mới làm được, chứ nếu mà đổ từ dưới lên thì em Tuyên nghĩ là bây giờ chưa được như này đâu. Chứ còn phải đợi khô thì mới đi lại được. Mới đi lại qua, đi lại nhiều như thế, qua lại như thế thì ở những cái bậc mình đã làm nó sẽ hỏng. Chứ không phải đơn giản đâu. Cho em Tuyên giải thích một chút nhé. Chứ không lại, có rất nhiều người bảo là em Tuyên hãy đọc comment và hãy tiếp thu ý kiến. Thực sự là những cái comment đấy em Tuyên đã đọc và những cái ý kiến nào hay em Tuyên sẽ áp dụng vào. Và rất cảm ơn những cái ý kiến góp ý đấy. Nhưng mà cũng phải thực sự là phải phụ thuộc theo cái địa hình đấy mọi người ạ. Chứ cứ bảo em Tuyên là không đọc comment, không tiếp thu ý kiến hay là như này ấy, thì thực sự là em Tuyên biết có thể rất nhiều người trách mắng em Tuyên, nhưng mà phải phụ thuộc vào địa hình. Đây cả như cái chú này đang đập viên đá ấy. Cái viên đá là mọi người để ý là viên đá đập đây không bao giờ sợ bị sệ cái này xuống. Vì mọi người đã nhìn ở đây là cái miếng mảnh ở ngoài thôi, chứ không đập vào khoét ở trong. Đập trong thì sẽ sệ xuống, ai ai cũng rất là sợ. Vì đây đây là cái tảng dày rồi, nó không phải sợ mất chân, đập một tí ở ngoài thôi. Mà cái viên đấy nó không ảnh hưởng gì cái viên này. Đấy, nên là không mất chân nhé mọi người nhé. Thế là đã có những bùi vữa đầu tiên rồi. Trộn mang cát, mang xi lên đây xong rồi đã có những bùi vữa đầu tiên lên đây rồi nhé. Bà con đây rất là chăm chỉ, khi đi làm này tay không quên là những cái nhiệm vụ là khi vừa gùi cát là vẫn còn đang tay vẫn còn đang dệt lanh đấy mọi người. Cái thời tiết ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn là nó cũng không nắng, nó râm râm như này thì làm nó đỡ mệt hơn mọi người ạ. Đỡ mệt hơn chứ vẫn còn thực sự là rất là mệt, cứ vác đồ vác gùi cát ra đây là mệt rồi, chứ không phải là mệt đỡ thôi, chứ còn không thể nói là không mệt được. Đây này, như cái bậc này xếp mãi từ nãy giờ này này, nó phải theo cái địa hình mọi người ạ, chứ không thể vuông được. Mọi người mấy ngày hôm nay không đi làm lại không đeo găng tay này nhá. Găng tay đâu hết rồi? Hỏng cái gì? Quên không mang đúng không? Mấy ngày nay không đi làm là quên đeo găng tay rồi. Chứ hỏng cái gì, găng tay làm sao hỏng được? Nhanh hỏng như thế. Chia ra mọi người. Ở đây thì trộn vữa này, rồi gùi lên này. Bên trên này xây này. Ở phía đằng bên dưới kia thì có đội chú sử ấy, là đi làm, đang làm mặt bậc trước, cứ thế mà đổ ra thôi. Nó rất là nhanh, cái hiệu quả công việc nó cao. Chỗ này tôn nhiều đá đấy, nhờ anh nhờ. Như thế thì nó mới đỡ cao. Thực sự là mình cũng có đọc một cái comment của một anh. Thì cũng rất cảm ơn anh. Anh bảo là xuống bên dưới sông kia nhặt đá lên để kè vào những chỗ này. Nhưng mà thực sự với mọi người là em cũng rất cảm ơn cái ý kiến của anh, chứ mà bà con không thể xuống đấy mà nhặt đá lên để vùi đây được. Mọi người thấy phá ở đây ấy, phá những cái tảng đá này ra, anh ấy bảo là tại sao không bảo bà con xuống bên sông kia, xuống bên sông kia nhặt đá lên xong vùi lên đây nữa. Thực sự là nếu để anh ở đây thì em cũng hiểu cái ý của anh là rất là tốt, mong muốn tốt cho bà con thôi, là làm một khi đã làm nó chắc. Nhưng mà anh phải nhìn thấy khi bà con ấy làm việc ở đây, bà con thực sự mệt mỏi và nó
đi lại nó khó khăn mà anh không thể bảo bà con xuống kia nhặt đá được. Nó rất là khó cho bà con nên là em ở trong cái tình cảnh này em cũng không thể bảo bà con, ép bà con xuống lấy được. Nó cũng phải tận dụng cái gì mình đang có thôi. Đấy. Không đeo găng tay anh lại dùng kia hỏng hết rồi. Găng tay mấy ngày ở nhà là quên không mang đi rồi. Chết thở. Hôm nay là em để ý là không ai mang găng tay luôn. Mấy ngày ở nhà phụ đám ma là quên hết rồi đấy. Phía bên dưới này em xá đang làm bậc này ra. Đúng rồi. Phải làm thêm như thế mới rộng ra em ạ. Làm thêm là... Đúng rồi. Đúng rồi, cái bậc đấy phải làm bằng cái bậc này nhá. Bậc này á? Ờ. Có phải cao quá. Không. Anh bảo này, chỗ đấy em làm bậc dài như thế thì mới sửa được cái bậc như này. Cái bậc này có cao không? Cái bậc này hiện tại bậc này đang cao này. À đâu? Bậc này đang cao này. Không. Đây rồi, bây rồi. Cái bậc này nhá, em làm một nửa như này cho anh. Đây, nhưng mà cái bậc này nó phải ra ngoài này. Rộng ra ngoài này cho anh. Không. Cái này nối ra ngoài nữa. Cái này có ờ. Làm một tống lên này mà. Đây, em bỏ ra, em nhấc cái này ra cho anh. Nhấc lên. Đây nha, đấy. Như lúc nãy anh bảo anh kia rồi đấy. Đây này. Cái bậc này nhá, em bỏ ra cho anh. Anh mượn, đây em bỏ lên ra đây. Cái bậc này em phải làm rộng ra ngoài cho anh. Cái này. Đấy. Cái bậc này sẽ bằng cái này. Đúng không, cái này sẽ bằng này. Cái này phải rộng ra ngoài này cho anh. Rộng ra. Chứ bé như này không đi được. Đã làm em phải làm rộng, chứ em làm bé như này đi làm sao được. Me không được. Em hiểu không? Rộng ra, em làm bậc bé như thế không nhẫm được. Chỗ kia là được. Ừ. Làm rộng ra. Là mình đã làm bậc chỗ này nhá. Đấy em làm cái miếng này rộng ra ngoài nha. Thì cái miếng ở dưới này thoải mái. Rộng ra thì vẫn làm được hai bậc. Chứ làm phải làm cho nó rộng chứ. Xong có gì kê ván mình đầy thôi em. Ai kìa. Đấy cố gắng phải làm rộng ra. Chứ em làm cái kê như cái bậc này á. Đây này. Anh còn chưa bước hết một cái gối của chân của anh này. Đúng không? Như thế không được, bậc bé như thế đi ngã ngay. Đã làm phải làm to ra. Làm một cái to để cái này rộng ngang cái này. Nhưng mà thế cái bậc ở dưới kia nó sẽ cao. Không cao mà. Sao không cao? Cái bậc em đang đứng là sao không cao? Đúng rồi. Cái bậc em đang đứng ấy. Đúng rồi. Ờ. Đấy, đúng rồi, bậc đấy lên thì bậc này chẳng cao à? Đúng không? Bà cái này đùi rồi. Đấy, làm như thế ra đây. Anh này anh hiểu này. Làm bậc đấy nhá, xong rồi bậc này một cái bậc nhỏ nhỏ đây này. Ra đến đây. Thì nó mới rộng được. Đấy, hiểu không? Em làm meme cái này không được đúng không anh? Mình phải làm rộng ra. Thì bây giờ hiện tại anh ấy đang làm cái bậc ở dưới kia giật ra mà. Đã làm thì chịu khó làm rộng ra một tí. Chứ mình không sửa đâu. Đấy, cái tấm này to đúng không? Thoải mái. Thiếu gì hôm nay đã mua thêm 2 tấm như thế rồi. Đây. Ở bên dưới này thì chú Sử chú đang làm mặt. Đang kế tiếp những cái bậc tiếp theo đây.
cái lúc này tôi đi ông có chờ ra ra cái lúc tay mình rồi tay 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 cái lúc luôn à luôn luôn tay đây chú sử chú sẽ là đầu tàu gương mẫu, chú sẽ đi phá đá mở đường trước mọi người, đang xếp những cái mặt bậc trước đấy, xong mọi người sau này sẽ đi làm bậc sau. Đấy bậc rộng rộng như này thì ok này, mình còn đi được, chứ rộng như xá vừa mới xếp kia thì không được. Chết rồi, găng tay của anh không đeo vào. Găng tay kia có mọi người quên. Mọi người là mấy ngày hôm nay nghỉ mọi người quên thôi. Đấy, đúng rồi, chú sử chú lên làm cái bậc lên cho mọi người đấy, đi cho nó dễ làng. À đâu, đang đổ vữa đấy chứ nhầm. Hôm nay mọi người lại cũng trộn vữa ở bên dưới à? Vữa hôm trước đang trộn dở ấy. Đang Tết là lành. Bây giờ em Tuyên sẽ xuống lấy cái phần quà của anh Thảo. Anh Thảo đã ủng hộ cho bà con là 1,5 triệu, là anh sẽ cái số tiền này là sẽ dùng để cho bà con là những cái giờ nghỉ giải lao ấy, là buổi sáng là sẽ ăn bánh, buổi chiều là sẽ ăn kem nhé mọi người. Là anh muốn cho bà con có những cái giờ giải lao, có những cái miếng bánh miếng kem như thế để cho bà con có sức để làm việc tiếp. Thì cho em thay mặt bà con thôn Để Chia rất là cảm ơn anh, thì anh đã rất là quan tâm đến bà con thôn Để Chia và có những cái miếng bánh miếng kem như thế thì bà con sau những cái lúc làm việc vất vả ấy, thì đấy là một cái lời động viên thật là ý nghĩa nhất đấy ạ. Rất là cảm ơn anh ạ. Thì đấy, sau những lúc đứng nghỉ ngơi một chút thì bà con lại tiếp tục người đi xuống và người đi lên. Mọi người xem, nói chung là để cho mọi người nhìn thấy những cái quãng đường như này ấy, thì mọi người mới biết và hiểu tại sao mà những lúc em Tuyên quay bà con ngồi nghỉ thì mọi người bảo bà con lười. Thực sự là đây đi dốc như này thì phải nghỉ ngơi chứ, đúng không mọi người, không thể ép bà con làm quá sức được. Thì đây nhân dịp thì lúc giải lao của bà con thì em Tuyên sẽ phát bánh cho bà con, phần quà của anh Thảo nhá. Chính ơi, em bảo bắt đầu lấy bánh đi, mỗi người một cái. Em đưa cho anh 1-2 hộp lên đây để anh mang lên trên phát. Cho anh đấy, ok, cộp lại bục à. Mày phát, em phát cho bà con nhé. Rất là cảm ơn anh Thảo đã có những cái phần quà cho bà con những cái lúc giờ giải lao như này nhé.
Vâng, nữa em rất là cảm ơn anh. Thay mặt bà con cảm ơn anh ạ. Đây thì mình sẽ xong rồi em xí người phát cho mọi người ở dưới lên nữa nhé. Mỗi người một cái. Đâu rồi chú Sử, nghỉ tay đi. Xá ở bên đấy có mấy người? Anh Bánh, nghỉ ngơi một tí đã. Mi Tu, em này, cầm này phát đi. Cầm phát cho mọi người đi. Đây. Là những gọi bánh rất là ngon. Này. Phát cho mọi người đi. Bánh chô bai, bánh trứng. Đây, anh mang lên trên rồi. Cho mọi người phát ở trên. Yên tâm. Đủ mà. Thưa. Đủ chưa? Phát chưa? Em chưa ăn à? Ở trên phát xá phát đủ cho mọi người nhá. Mỗi người một cái nhá. Mỗi người chỉ được mỗi người một cái thôi. Chứ mình mà ăn no thì bánh này là không có đâu. Để giải lao động viên bà con một chút. Em này, của em. Em này chưa có. Có rồi à? À có rồi gì? À ha. Đây. Đấy, em ăn đi. Ông cứ nhảy đi. Liên làm lười. Xính ơi, em phát cho các chị chưa? Ngon không chú Sử? Ngon không? Chú Sử bây giờ chú mới ăn. Hiện tại thì mình thấy cái năng suất buổi sáng này rất là hiệu quả. Hơn một tiếng trời mà vẫn chỗ này là bậc là xong rồi đấy. Hơn buổi sáng đây là bên dưới này nữa này. Bản xa đâu? Lấy cái bản xa này em. Lấy cái bản xa mà đánh vào, sao lấy bay thế? Không. Bên dưới này phải cần cái bản xa này này. Cứ làm từ từ thôi.
Người yêu à? Một bên trên này là một chỗ để đổ bê tông nữa này. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Làm hôm nay nói chung là xong cái việc buồn của nhà em thể em tùa rồi, hôm nay bà con làm rất là vui, phấn khởi, đùa cười nhau. Nó vui, có khi làm việc nó ít nhất cũng phải có tiếng cười thì nó mới được năng suất được mọi người. Đây mọi người xem này, những cái cây cỏ như kia bà con đã buộc lại để cho nó đỡ vướng, để đi lại cho nó dễ. Cái miếng đấy bị ngã thôi xá. Cái miếng của em nó bị ngã ra đấy. Đấy đấy đấy, như thế mới được. Em cưa hết ván rồi đúng không? Đủ dùng không? Thì bây giờ làm gì có chỗ nào nữa, mà làm gì còn đội nào xây nữa. Ba đội xây đây. Ba đội như này thì nó mới nhanh được này. Chú đang nhổ hết cái cỏ để hướng đường đi. Anh chẳng nhớ nữa, hôm nay là thứ tư hay sao? Thứ tư à? Có biết đâu, đi làm có để ý ngày tháng đâu biết. Lần này tuần này chủ nhật phải đi làm. Tuần này không nghỉ nữa rồi, vừa rồi là nghỉ 4-5 ngày rồi còn gì nữa. Nghỉ 4-5 ngày đám ma kia mấy trên thôn là uống rượu nhiều rồi, bây giờ đi làm cho nó khỏe thôi. Xá rồi, béo lắm rồi, đi làm cho nó giảm cân đi. Cẩn thận nha anh nhá. Phải hết sức cẩn thận đấy, cái này rơi xuống là nguy hiểm lắm đấy. Đây đây. Cái đấy chưa làm vội, đợi tí nữa làm. Đấy, sửa sau, để xong mà xem sửa sau. Nó được những cái bậc ở trên này rồi mọi người. Đấy làm bậc rộng ấy. À, bậc rộng như này đi lại là mới dễ được. Chỉ nóng phải khan nhé. Đi cái này là
thì tốt quá nhỉ. Làm là phải làm đẹp. Đi ngủ là đi ngon, đi xe máy là đi vụng. Trên cái đủ chưa? Trên cái đủ chưa? Đi nữa. Vâng, thế vẫn phải mang lên. Mọi người đang bảo là vì phía bên trên này đang sắp xong rồi, đang phân chỉ đạo là 4 điệu nữa, 4 đến 5 điệu nữa lên là mới xong chỗ này. Nên là có người đổ ở bên dưới, có người là phải mang lên bên trên này. Bảo cô ấy cẩn thận nha, cái bậc kia vừa mới làm xong đấy. Cô đấy nhẫm luôn vào kia là hỏng đấy. Điện thoại kêu tinh tinh liên tục ấy nhở. Có con gái. Có con gái á? Thế em này đã lấy vợ chưa? Lấy rồi hả? Thêm một con rồi. À, đã đẻ con rồi hả? Ừ. Bao nhiêu tuổi? Thì là bây giờ nó 20. 20 tuổi mà đã có con rồi. Một con hay mấy con? Thôi hay mới rồi. Ba con rồi. Bây giờ nó chết 2 con. Có một con. À, ba người con nhưng mà chết 2 người. Chết trẻ nhỉ, 20 tuổi. Mà đã dã man. Lấy vợ sớm thật. Vợ thì 19 rồi. À, chứng tỏ là lấy tội vợ sớm đúng không? Lấy vợ sớm đúng không? Phải bảo, em phải bảo bà con là lấy vợ đủ tuổi hẵng lấy. 18, 20 lấy sớm quá. Có bé quá. Đúng rồi. Rút cẩn thận anh nhá. Ok. Tay cho mũ năng ấy. Bên dưới kia chắc chưa rỡ được đâu đúng không? Được. Đúng rồi, phải tháo ra thì nó mới khô nhanh đúng không? Cho nó khô nhanh này. Nó có đi rồi. Đi thì vẫn chưa đi được, phải tháo ra. Đấy, hòn đá này cẩn thận nhá, rơi xuống là hỏng đấy. Ok. Ngon nhá. Cái hải lâu ấy, chỉ cho đâu. Thôi mình nếu bảo mày khát thì nó không cho đi luôn. Đúng rồi, bảo người ta bảo chú kia chú đi đường bên này. Không đi vào đây là hỏng hết của mình đấy. Hỏng hết không, tao không làm. Mình vừa mới làm xong. Mất công hết. Có một cái chú ở thôn khác đến này. Mọi người đang chỉ cho đi cái khác. Chứ bây giờ mọi người mà đi hết hỏng. Làm xong hết thì phải đi vào là hỏng hết. Đây mọi người này, thì buổi sáng ngày hôm nay mình không có chỗ nào để đứng để quay cho mọi người xem, đổi những cái chỗ khác cơ mà. Đây hôm nay mọi người xem đứng chỗ này không đi lại mà khó này. Mình đứng từ nãy giờ đứng mép rồi cho bà con làm việc. Đang kê những cái này thì mới làm được bậc lên.
Đây thì mọi người đang kê cái này xong rồi, mọi người đang định rút cái giếng ván này ra. Liệu rút được chưa em? Rút được không? Nó khô chưa? Ra. Rút lại đi không? Khô chưa? Đặt về đi. Khô cẩn thận nha. Rút cẩn thận đấy. Biết rút không? Anh xuống rút đi. Anh xuống rút cho em đấy đi. Không biết rút là hỏng đấy. Anh rút cho em đấy. Để đá ở xuống dưới kia đấy. Đấy không thì rơi, cẩn thận rơi đấy. Chỗ đấy tiến láng lại. Chỗ đấy tiến láng cái chỗ chân đi. Nó nhô cái viên gạch ra rồi. Đấy. Đúng không? Cái viên đá đấy phải moi ra láng ra. Đúng rồi ông xá. Được. Ok. Vẫn bị sệ nhờ. Nếu mà không biết đá thì lấy lại sệ rồi. Không. Nó là nó không, nó kê đá xi cho xuống. Đúng rồi. Phải cho xi vào. Thôi xếp vào làm lại đi xá. Đúng không? Bây giờ em phải bảo xá, bảo này, phải cho cả xi măng vào. Cho đá nhưng phải cho xi măng vào. Xá ra để cho anh ấy làm kia. Cho anh ấy sửa cho. Đây là hai anh chị ở thôn vừa trên kia vừa đi cắt cỏ lanh về đây. Là không có đường mà đi đi men ra. Rất là nguy hiểm, không biết làm sao rồi. Đây mọi người xem vác những cỏ lanh như này này. Nên tại sao cái lan can ấy, lan can là làm phải thấp thôi, chứ bà con vác cái cỏ lanh này nó dài, nó vướng vào lan can thì nó sẽ bị ngã mất. Đây mình đang lên trên bên trên. Những bậc bên trên này thì mọi người đã làm xong hết rồi. Chỗ kia còn hai bậc nữa là xong. Xong đoạn này. Cao quá. Cái bậc đấy có vẻ hơi dốc đấy. Bậc này làm rất là khó, này làm nó cứ bị vỡ ra mọi người. Cái này phát được xong à chứ.
Cái bậc này nó bị sệ rất là nhiều nên là đang nghĩ cách để chống cái ván này vào đây mọi người. Bà con là lấy cái dây này, dây ở thân cây đấy. Đây mọi người, các bạn làm từ dưới lên đây, làm từ dưới lên thì bây giờ chỗ kia làm xong là bây giờ bà con không có đường đi kìa, cứ làm từ dưới lên đi lại rất là khó, trượt chân vẫn là ngã ngay kìa. Nên mọi người cứ comment góp ý cho em Tuyên thì em Tuyên rất là cảm ơn, nhưng mà bà làm từ dưới lên thì không thể làm được, phải làm từ trên xuống chứ. Xá kìa, xá kìa, đợi 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 cho cô kìa, đợi đợi cho cô, xong rồi bảo một người ở trên đây đỡ, đỡ phải lên theo kiểu đúng dây chuyền. Ừ, bỏ cõng một nửa thôi, kéo cõng nhiều thế có đau lưng quá không? Nó một lụa mà một tay thì bê được. Đấy, mọi người xem kìa, đi lại có phải đơn giản đâu. Đây mọi người ơi, thì bà con cũng đang cố làm nốt cái chỗ này để đổ nốt cái đằng sau chú Sử ấy, thì để cái sau cái giờ nghỉ trưa ấy, thì cái vữa nó sẽ khô thì rút cái ván ra thì nó mới không bị sệ và không bị vỡ. Đây thì nói chung là cái thành quả của buổi sáng ngày hôm nay đây, em Tuyên sẽ quay lại cho mọi người xem này. Những cái bậc này đều phải giữ ván lại, giữ lại hết, không thì rỡ ra bị vỡ hết. Nói chung là thực ra là bà con làm như thế là theo bản thân mình thấy là đẹp quá này. Chứ bây giờ cũng em Tuyên cũng muốn là cái bậc nó cứ phải vuông thành sắc cạnh, cứ vuông chỗ bậc này cũng 30, bậc kia cũng 30 hoặc là 40, bậc nó phải bằng nhau vuông, vắn nó đẹp, nhưng mà khó lắm mọi người ạ. Thực sự là làm xong vẫn phải sửa lại cho nó rất là nhiều. Làm như này là cố hết sức của bà con rồi. Đấy, con đường này nói chung là nó là mang cái tên con đường đoàn kết ấy. Nên là cũng làm hết sức của bà con, nên là cũng mình theo em nghĩ là như thế là quá là tuyệt vời, quá là đẹp rồi. Đây. Bây giờ thì cũng đã 12 giờ trưa rồi đấy, nên bà con cố làm xong. Đây.
Cố làm xong chỗ này nữa là nghỉ trưa ăn cơm. Sau giờ nghỉ trưa thì mới khô được. Đi lại khó khăn quá. Vậy là cũng kết thúc cái buổi sáng làm việc ngày hôm nay mọi người ạ. Thì ở phía sau mình đây thì bà con đang chia cơm. Xong rồi bà con sẽ ăn cơm, xong rồi sẽ nghỉ trưa tầm 30 phút đến 1 tiếng. Thì xong chiều nay sẽ tiếp tục những cái công cuộc làm đường nhé mọi người. Thì bây giờ em Tuyên cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Mọi người thấy video của em Tuyên hay thì hãy cho em Tuyên cùng bà con để chia một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi quá trình làm đường tiếp theo nhé mọi người. Còn bây giờ, xin chào tất cả mọi người.